Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ăn Vậy Đây muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm món rau câu cacao thật là ngon, đẹp mắt, độ ngọt vừa phải và đặc biệt là không bị vón cục cũng như là không bị tách lớp. Thì để làm được món rau câu cacao, hôm nay mình có chuẩn bị ở đây là gói bột rau câu aga, tức là rau câu giòn, mình dùng ở đây là 12g. Tiếp theo đó là 120g sữa đặc, 200g nước cốt dừa, ở đây là mình dùng nước cốt dừa dạng rim, 120g đường, 50g bột cacao nguyên chất, rồi đây là 220ml sữa tươi ít đường. Rồi bây giờ mình sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món rau câu cacao này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ trộn hết bột rau câu aga 12g vào chung với đường. Cho vào nồi 1.5 lít nước. Các bạn cho bột rau câu aga mình đã trộn với đường, mình cho vào nước và mình khuấy. Mình sẽ để yên bột rau câu ở đây nghỉ trong khoảng thời gian là 5 phút. Rau câu đã nghỉ được 5 phút cũng đã nở hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ nấu chín rau câu. Đầu tiên thì mình sẽ để mức lửa lớn để cho đường và rau câu nhanh tan. Sau đó thì mình sẽ giảm lửa từ từ. Thường thì mình sẽ nấu rau câu trong khoảng thời gian là 15 phút. Lúc này rau câu của mình rất là sôi, thì mình sẽ hạ về mức lửa nhỏ. Mức lửa nhỏ nhất luôn nha các bạn. Rồi mình nấu cho đến khi mình thấy là rau câu trong lại. Rồi bây giờ mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Rau câu đã chín thì mình sẽ để yên ở trên bếp thêm khoảng thời gian là 5 phút nữa. Tiếp theo mình sẽ chia rau câu thành hai phần bằng nhau. Rồi, phần thứ nhất mình sẽ cho vào đây 200g nước cốt dừa. Mình để mức lửa nhỏ vừa. Tiếp theo mình cho 120g sữa đặc vào đây. Rồi mình nấu cho đến khi mình thấy rau câu sôi bùng trở lại. Sôi bùng trở lại, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Nhận thấy rau câu sôi bùng trở lại, mình sẽ hạ về mức lửa liu riu. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị phần cacao. Mình sẽ cho 50g bột cacao nguyên chất vào đây. Để mức lửa trung bình để cho cacao nhanh tan. Về độ ngọt của món rau câu thì các bạn có thể là tùy ý mình tăng chỉnh. Nếu mà các bạn thích ngọt hơn của mình thì các bạn sẽ tăng lượng đường lên. Đây các bạn, mình khuấy một lúc cacao đã tan hết thì mình chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Sau đó mình sẽ cho hết sữa tươi vào đây. Rồi mình tiếp tục, mình nấu khoảng 5 phút nữa. Đây là màu sắc của cacao nguyên chất nữa các bạn. Mình đổ lớp màu trắng trước nè các bạn. Mình lấy tay sờ nhẹ thế này, mình thấy là lớp rau câu màu trắng đã đông rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đổ lớp rau câu cacao để không bị tách lớp. Thì các bạn phải đảm bảo là cái lớp rau câu sao, tức là mình đổ lên sao thế này, lớp này là phải nóng nha. Lớp sao phải nóng thì mới tạo cái độ kết dính được các bạn. Mình đổ bằng với số lượng màu trắng luôn để nhanh nguội. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái quạt đó các bạn.
Rồi sau khi rau câu mình đã đổ lớp xong hết rồi, mình chờ cho rau câu nguội. Sau đó mình sẽ cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Ít nhất là 2 tiếng đồng hồ là mình đã có thể thưởng thức rồi đó các bạn. Rồi các bạn ơi, đây là rau câu cacao của mình đó, mình đã cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, bây giờ đã đông lại rồi. Rất là ngon nha. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài, cho ra ngoài cái thớt như thế này. Rồi đây ha các bạn. Đó, mình lấy ra nè, rất là dễ dàng. Và rau câu của mình nè, hoàn toàn là không bị tách lớp nha. Không bị tách lớp cũng như là phân lớp ra rất là đều với nhau luôn. Một lớp trắng, một lớp cacao, lớp trắng cacao. Rất là đẹp mắt nha. Đó, với công thức này hoàn toàn rất là chuẩn. Các bạn có thể là làm món rau câu như là một món tráng miệng dành cho những cái buổi tiệc nho nhỏ trong gia đình, hoặc là mình làm khi mà mình có thời gian và mình làm như một món ăn vặt hàng ngày cũng rất là ngon, thanh mát. Bây giờ thì mình sẽ cắt rau câu ra từng miếng vừa ăn. Rồi mình sẽ cắt rau câu ra thành từng miếng vừa ăn. Rồi đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món rau câu cacao thật là ngon và đẹp mắt như thế này. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không nè, rất là đẹp mắt nha. Và hoàn toàn là không bị tách lớp, cũng như là không có bị chảy nước đó các bạn. Mình để ở bên ngoài nãy giờ là cũng được khoảng là 20 đến 25 phút rồi đó. Nhưng mà đối với món rau câu thì mình nên ăn lạnh thì sẽ ngon hơn. Hy vọng là qua video ngày hôm nay các bạn sẽ biết thêm một công thức nữa về món rau câu cacao được làm tại nhà. Nếu như các bạn cảm thấy hài lòng thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm món rau câu cacao được nấu tại nhà vô cùng nhanh, đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt như thế này. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn về món rau câu cacao của mình thì hãy comment trực tiếp ở bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để phản hồi đến với các bạn. Một lần nữa chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.